Vâng, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại WinTV. Windows Defender là một cái phần mềm dùng để bảo vệ và diệt virus trên Windows 10. Đây có lẽ là một cái phần mềm do chính Microsoft phát triển nên và giúp bảo vệ cho cái đứa con tinh thần của họ. Tuy nhiên là theo cảm nhận của mình đó, thì cái phần mềm này nó khá là lởm và nó không có tác dụng mấy trên cái máy của các bạn. Nếu mà so với lại những phần mềm như Kaspersky hay là những cái phần mềm đến từ bên thứ ba thì có lẽ là Windows Defender nó còn rất là yếu kém. Rồi vậy thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn những cái cách tắt Windows Defender đi để giúp cho cái máy của các bạn nó hoạt động nhanh hơn. Vâng, hoạt động nhanh hơn. Lý do vì sao hoạt động nhanh hơn thì bây giờ chúng ta sẽ vào video thôi. Đầu tiên là Windows Defender nó không có tối ưu hóa lắm. Mình có cảm giác như là Microsoft phát triển nó lên nhưng mà Microsoft lại không tối ưu hóa nó cho cái hệ điều hành Windows 10, cho nên là cái khả năng hoạt động của nó không có được tối ưu và nó lại chiếm rất là nhiều những cái tài nguyên của máy như là CPU và RAM. Và cái điều này làm cho nhiều người sử dụng cảm thấy là cái máy của họ bị chậm đi rất là nhiều. Cho nên là đã có nhiều người hỏi hoặc là nhiều người đặt ra câu hỏi là có thể nào tắt cái này đi được không? Và cái này thì tắt đi rất là đơn giản thôi. Đầu tiên đó chính là các bạn hãy cài một cái phần mềm diệt virus bên thứ ba về máy như là của Kaspersky chẳng hạn. Thì khi các bạn cài về Windows 10 nó sẽ tự động nhận biết là đã có một phần mềm diệt virus từ bên thứ ba rồi và nó sẽ tắt cái phần mềm này đi. Đó. Như vậy là các bạn đã tắt được cái Windows Defender 10 lên rồi. Mình nghĩ là các bạn nên cài một cái phần mềm nào đó thay vì là tắt nó đi và không cài phần mềm nào. Tại vì theo như nhiều chuyên gia họ cũng nói rằng một cái laptop, một cái máy tính nó cần phải có một cái phần mềm để bảo vệ. Tại vì hiện nay hacker hay là virus trên mạng rất là nhiều và các bạn cần phải có những cái phần mềm để bảo vệ máy như vậy. Cho nên là nếu các bạn muốn tắt nó đi thì các bạn hãy chắc chắn rằng các bạn sẽ cài một phần mềm bảo vệ khác tốt hơn nó vào máy. Còn nếu không thì khi nào bất đắc dĩ lắm cần cái máy nó hoạt động hết công suất của nó thì các bạn hãy tắt đi. Còn bình thường thì đừng tắt nó đi nha. Rồi và cái cách tắt nó đi như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi vào trong cái cách làm của mình để mình sẽ show cho các bạn luôn. Đó. Rồi đầu tiên thì các bạn hãy bấm cho mình tổ hợp phím Windows và R để nó chạy lên cái cửa sổ Run này cho mình. Sau khi mà cái màn hình này bật lên đó, thì các bạn bấm cho mình một cái dòng lệnh là gpedit.msc. Đây, mình sẽ pass vào. Đây, các bạn nhìn rõ trên màn hình là cái dòng lệnh này. Và bây giờ nó sẽ hiện lên một cái cửa sổ là Local Group Policy. Đó, thì sau khi mà nó vào cái này xong á thì các bạn tìm đến cho mình là cái Computer Configuration. Đó, sau khi mà các bạn bấm vào trong cái phần Computer Configuration xong thì các bạn tìm cho mình là cái Administrative and Template. Đó, sau khi các bạn bấm vào thì đến đây các bạn tìm cho mình là cái Windows Component. Đây rồi. Đó, và sau khi mà các bạn tìm vào đây xong thì các bạn tìm xuống cái Windows Defender. Đâu, nó sẽ nằm ở khúc cuối. Nếu như mà cái máy của các bạn sử dụng Windows 10 Pro thì các bạn hãy tìm cho mình là cái Windows Defender Antivirus này. Tại vì nó sẽ không có cái Windows thường kia đây. Sau khi mà các bạn tìm xong thì các bạn bấm vào đây cho mình. Sau khi mà các bạn bấm vào xong rồi thì ở đây nó sẽ có một cái là Turn off Windows Defender Antivirus. Thì ở đây các bạn bấm cho mình là các bạn thay đổi cái này cho mình. Đó là các bạn bấm Enable là có nghĩa là tắt nó đi. Và sau đó các bạn bấm Apply. Ok. Đó, và bây giờ nè, nó đã tắt cái này đi rồi, tắt cái Windows 10 Defender này rồi. Và một lần nữa mình xin nhắc lại là mình không khuyến cáo các bạn tắt cái này đi để sử dụng cái máy nó nhanh hơn mà các bạn không sử dụng một phần mềm bên thứ ba nào hết. Tại vì đôi khi máy nó sẽ sử dụng tải những cái phần mềm hoặc là tải những cái tài liệu trên web về. Và nếu các bạn làm như vậy thì máy nó sẽ bị tấn công một lúc nào đó mà các bạn không biết được. Cho nên mình không khuyến cáo các bạn sử dụng tắt cái này đi để sử dụng máy không. Đó, và nếu các bạn mà có tắt cái này đi thì hãy lưu ý là các bạn sẽ sử dụng một phần mềm bên thứ ba nào đó. Rồi và đó là video mà mình đã hướng dẫn các bạn cái cách tắt Windows Defender trên cái Windows 10. Và nếu các bạn cảm thấy video này của mình hay và hữu ích thì hãy đừng quên để lại một like cũng như một share để ủng hộ Điện thoại WinTV. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.